À, đây là cái gel tắm hữu cơ ạ. À, nó chiết xuất từ tảo này của nhà sản xuất tảo sạch hoang dã Khang Gel ấy. Đấy, organic này và chiết xuất từ tảo của nhà sản xuất này đã có tuổi đời từ năm 1918. Đó là cái logo của nhà sản xuất ạ. Và cái dòng này là dòng hữu cơ, không có chứa các cái chất độc hại hay là chất nhân tạo này. Và nó là cái sự lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng mà muốn là tắm da sạch sâu này, chống viêm này, tái tạo da này, thư giãn và cung cấp các dưỡng chất từ tốt nhất từ tảo để nuôi dưỡng một chuyên sâu cái làn da một cách tự nhiên nhất ấy. Thì nó thích hợp cho mọi loại da, kể cả cái da nhạy cảm nhất hay là da khô bình thường hay là da mà bị rối loạn tuyến đã nhờn ấy, rất dễ là bị mụn đòn lưng này và lỗ chân lông nó to này, thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Và các cái thành phần của nó thì rất là an toàn, và trong đấy thì nổi trội là các cái thành phần chiết xuất từ tảo, thì nó sẽ chứa rất nhiều các vị nguyên tố vi lượng, vitamin và khoáng chất để giúp cho cái da của chúng ta tái tạo và cải thiện cái sự xâm nhập của da, chất dưỡng chất của da của chúng ta, đồng thời là nó phục hồi và duy trì sự cân bằng của lớp mà biểu bì của cái lớp mà hàng rào bảo vệ da đấy, giữ ẩm tái tạo và làm săn chắc, để giảm kích ứng và giúp cho cái da của chúng ta nó khỏe hơn. Đồng thời trong cái sản phẩm ấy thì người ta có bổ sung cái tinh dầu verbena ấy, thì cái tinh dầu này nó sẽ cho một cái hương thơm rất là tinh tế, tươi mát đấy, giống như là chúng ta đang thưởng thức một cái tắm trên bãi biển vậy đấy, rất là. Và nó có cả cái mùi hương của cam quýt nữa, tức là nó phù hợp với cả mùa hè mùa đông, một cái mùi hương rất là dễ chịu cho hệ thần kinh, nó làm dịu và thư giãn và giảm bớt cái căng thẳng sau những cái ngày làm việc mệt mỏi này. Và cái tinh dầu này thì nó dẫn truyền thần kinh rất là tốt, mang lại cảm giác thư giãn và hạnh phúc cho làn da. Chính vì thế mà chúng ta dùng cái gel tắm này, nó có rất nhiều các lợi ích ấy. Đấy, nó sẽ làm cho chúng ta tăng cái hormone hạnh phúc cho da và làm cho cái da của chúng ta khỏe hơn. Thì các cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà tảo sạch hoang dã, thì là phê phúc nhập từ cái nhà sản xuất mà có cái tuổi đời đã trên 100 năm rồi ấy. Chúng ta thấy rất nhiều các sản phẩm của Khang Gel đây. Đấy, các cái sản phẩm này thì rất là lành tính và nó thực sự là tự nhiên để chăm sóc cho da. Thì các bạn có thể tham khảo trên mỹphẩmnga.vn hoặc là mỹphẩmnga Facebook ạ, để tư vấn kỹ hơn ạ.